Cái này Protein Life. Rồi. Còn cái label contour này, chọn này. Các bạn vẽ từ đây đến đây. Các bạn sẽ thấy là gì? Qua mỗi đường đồng bức này nó là bao nhiêu? Nó là 1 mét. Không này, 1 mét này, 2 mét này, 3 mét này, mọi người thấy không? Để tỷ lệ 1 phần 500 là nó dễ nhất, to nhìn rõ. Các thấy không? Thì các đường đồng bức này mình cũng thể chỉnh được bằng cách là có cái mũi tên ở đây, mọi người thấy mũi tên này không? Kích vào mũi tên này. Thì mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái đường đồng bức đây là 5 mét thì nó sẽ có một gì? Một cái đường đồng bức lớn như này. 5 mét là nó có một cái đường đậm này này. Cứ 5 mét là có một đường đậm đấy. Còn các đường nhỏ này thì mình vào mũi tên này, mình chỉnh vào trong đây, đây là 5 mét. Còn nếu bạn muốn 6 mét hay bao nhiêu, còn đây là 1 mét. Nếu muốn 500 thì đường bức sẽ làm sao? Dày hơn. Còn nếu các bạn muốn 2000 thì đồng mức là sao? Sẽ thưa hơn. Không hiểu ý tôi không nhỉ? Đây là chỉnh này. Còn đây là cái phần là cắt nó đang âm xuống 3 mét. Với là sau này mình muốn vẽ, dù mình đặt một mặt cắt qua vị trí này. 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 Các bạn sẽ thấy đây. Đây nó có level 1 và level 2 này. Thì các bạn sẽ thấy là cái 3 mét đấy nó tính từ cái level 1 này xuống dưới này. Và đây là cái hack của nó này, chọn đây này. Còn vào mũi tên này muốn ta chỉnh đây này, nó chính chỉnh ở đây. Các bạn muốn trừ xuống 9 mét chẳng hạn. Hoặc là 10 mét chẳng hạn, bởi vì cái này liên quan đến sau này phần hầm của chúng ta nữa. Hiểu không? Chúng ta muốn thiết kế hầm ấy. Nó sâu xuống bao nhiêu thì đây vật liệu ở đây và vật liệu của nó nằm ở đây luôn. Đây. Ta chỉnh được luôn. Đây. Edit này đi. Nó bé bé thôi. 0.5 này. Ok, hiểu vấn đề không nhỉ? Rồi, thì vấn đề đây mới chỉ là những cái vấn đề liên quan đến setting. Và quan trọng quay lại đây là cái building path. Building path này chính là cái san lấp mặt bằng đấy. Ta chọn vào building path này. Chúng ta đang vẽ ở level tầng 1 đúng không? Chọn này. Tôi chọn này. Vẽ qua đây. Nha. Chúng ta sẽ nhìn đây. Cái này cái building path này đang ở tầng 1 đúng không? Chúng ta sẽ nhìn đây này. Nó cắt qua đây này. Sau này giống như kiểu chúng ta làm hầm ấy. Đến bay mấy ấy. Nó sẽ phải đào sâu xuống. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Còn nếu các bạn muốn ở đây, các bạn muốn chọn level tầng 2 này. Đây. Hoặc là các bạn có thể chọn level tầng 3. Ừ. Tầng 3 đây. Level 3 này cao bằng 10 mét luôn. Thì chọn đây các bạn chọn nó level tầng 3. Thì nó sẽ cao bằng mặt này luôn. Và những chỗ nào thừa thì nó sẽ đẩy vào như này. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Chọn đây. Ví dụ như chúng ta lấy ở vị trí mặt bằng như này. Đây. Đấy. Ta lấy lan vào đây như này. Mọi người thấy không? Thì đây là building part. Còn chúng ta muốn giật cốt ở đây chẳng hạn. Building part này. Chúng ta vẫn muốn giật cốt đây. Chọn này. Tôi muốn ra vị trí này chẳng hạn. Đây. Này. Các bạn muốn cái cốt này. Nó thuộc về level tầng 2. Như này chẳng hạn. Đúng không? Và các bạn có thể chọn level tầng 2 cao lên 2000 chẳng hạn. Đây chẳng hạn. Đúng không? Và các bạn muốn đẩy nó rộng ra đây chẳng hạn. Tùy. Hiểu đây không? Thì từ đây các bạn cũng có thể làm thang hay là các bạn xây tường hay là vách tà lui các thứ. Được nhá. Tùy mọi người. Thì khi mà chúng ta xây này, hoặc chúng ta có thể là đào cái gì đấy thì đây là cái building park. Thì thường thì chúng ta sẽ phải có cái building park này xong ra mới đặt nhà vào đây. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Thì đây là cách mà chúng ta đặt building park. Building park này nó có tính năng như một cái sàn. Nha. Nó như một cái sàn. Nó đầy đủ chức năng về sàn này, dày bao nhiêu này, 300 này, thêm các lớp cấu tạo này, nó đặt như sàn. Và cái sàn này nó có diện tích luôn này, nó có thể tích này. Đấy. Thì mọi người chọn ở đây ấy. Và nó cũng có edit boundary, là nó cũng có slope ở đâu, là độ dốc như nào. Mình hiểu ý tôi không nhỉ? Nó có thể đánh dốc về đâu ấy. Như nào? Thì cái building path này như vậy. Ừ. Thì sau khi mà chúng ta đã có được cái building path này, thì tôi sẽ bảo mọi người cách là tôi can cho cái file này lại.
Tôi ghi đây là sai. Để bạn. Ok. Thì khi chúng ta đây là phần sai. Còn nếu mà chúng ta chọn tiếp, ví dụ tôi mở đây một file khác, chọn này, các bạn mở mở một tab khác nhé. Chứ mọi người không mở cùng file này. Tôi sẽ link file. Có nghĩa là tôi sẽ có các cái mẫu nhà ấy. Tôi sẽ đưa vào trong cái công trình này. Đây, new. Tôi chọn đây là rồi. Thì bây giờ tôi vẽ nhanh một cái nhà như này. Nha. Chắc là không cần phải vẽ bên trong đâu. Nha. Điển hình nha. Nha. Lắp cho mấy cửa sổ vào đây chứ. Chất chát luôn. Từ tầng 1 đến tầng 2. Ừ, tầng 2 này. Đây là nó cái mái này. Offset 800. Pick vuông, pick ở tường này. Pick ở tường được nhé. Khi vẽ tường rồi thì các bạn offset là bao nhiêu? 800 thì nó có overhang. Ít từ ra khỏi lớp co này. Này. Và các bạn ấn tab này. Một phát là xong. Được nha. Nha. Thấy mái đấy không? Đấy, ngôi nhà không bao giờ lỗi thời. Được nha. Ừ. Chọn này level đây. Người chọn tôi đây 3,5 m hả? Ừ. Dù đây là một cái nhà như này hả? Người thấy đây không? Ok, tôi can cho nét. Tôi ghi đây là gì? Là mẫu 1 chẳng hạn. Đi đây là mẫu 1, M1. Chép lại. Đúng không? Tôi mở tiếp một cái file khác đi. Mở 3 file song song với nhau. Tôi có file M1 này, continue. Tôi chọn này. Ví dụ tôi click được đây. Tôi bỏ đi file slope này. Mình chỉ thay mỗi hai cái là save. M2.